chúng ta sẽ cùng khám phá và thưởng thức cái món gà nướng luôn. Một món gà nướng rất là ngon và rất là rẻ, chỉ có giá 130.000 đồng một con tại cơ sở 2 của gà nướng luôn Việt Hương, số 20 Phạm Văn Đồng, phường 3, quận Gò Vấp. Các bạn Phương đang dùng tay để chở những con gà đang nướng trong cái lu rất là lớn. Một cái lu được nướng khoảng 10 con gà được nướng thật chín vàng đều. Và đây là cái lu thứ hai thật là to để nướng gà, bạn có thể thấy đó. Đầu bếp, những đầu bếp của Việt Hương liên tục chở những con gà để gà có thể chín đều. Những cái lu nó nướng thế này thì đây sẽ là cái bếp còn lại để gà có thể đến tận tay những người ăn gà nhanh nhất, được nướng lại một cách tỉ mỉ và gạt bỏ những cái phần bị cháy xém. Và gà đây chỉ có giá 130.000 con thôi, rất là rẻ. Khi gà được lấy ra khỏi những cái lu thì đây là cái bếp, là cái khâu cuối cùng để các gà và nướng lại chín vàng đều, nóng hổi. Đây đầu bếp đang cắt những cái đùi, những cái phần của gà ra cho gọn để có thể nướng lại để chín đều hơn. Đây là những con gà được ướp gia vị ớt và những cái gia vị cần thiết cho gà. Thì ướp thì sẽ được đưa vào trong những cái lu to thế này để nướng cùng với than hồng. Khi mà chín rồi thì được đem ra cái quầy này và nướng lại và chia từng phần nhỏ. Đây là cái bếp để chế biến những cái món khác của gà nướng Việt Hương, những cái món có sẵn trong menu rất là ngon. Cái bếp
sẵn ăn lớn dành cho khách. Đầu khách đang chặt nửa phần gà để mang về cho khách. Bụng gà như thế này chỉ có giá 130.000 thôi các bạn, rất là rẻ. Một cái thương hiệu gà nướng Việt Hương rất nổi tiếng trong thế giới viền gà tại Gò Dốc và Bình Thạnh và cả đất Sài Gòn. Anh ơi, chi nhánh 2 gà nướng lưu Việt Hương mình mở mấy giờ tới mấy giờ anh? 9:30 đến 11:30 anh. 9:30 sáng tới 11:30 tối. Thì một con gà thế này thì giá bao nhiêu tiền anh ha? 130.000 một con, có bán lẻ được con 65.000. Đây, bếp Việt Hương đang nướng những chú gà vàng tươi rồi. Và đây là món tôm nướng được khách gọi lên. Và đầu bếp cũng đang nướng trên cái bếp lửa BBQ đằng trước này. Nướng lưu Việt Hương, một cái thương hiệu gà nướng lưu nổi tiếng tại quận Gò Vấp và Bình Thạnh và cả giới trẻ sành ăn Sài Gòn. Thì chúng ta đang ở cơ sở 2 của gà nướng lưu Việt Hương. Đầu bếp và những nhân viên của quán đang làm với tốc độ nhanh nhất. Gà nướng Việt Hương sẽ được ăn kèm với rau là dưa leo hoặc cà chua nha các bạn, và sẽ cùng kèm bánh mì và những món lẩu được ăn kèm với bún hoặc là rau. Cùng tham quan cái không gian thật là rộng lớn, thật là mát mẻ của quán gà nướng lưu Việt Hương, một thương hiệu gà nướng lưu rất là ngon, rất là nổi tiếng tại quận Gò Vấp và cả đất Sài Gòn. Rất là đông các bạn trẻ ở đây rồi. Đây là cái menu gà nướng lưu nguyên con thì giá là 140.000 nha các bạn, và có những cái món khác nữa. Chúng ta có thể chọn gà nướng lưu 1/2 con nếu mà đủ người. Đây có giò heo nướng nè, sườn gà rang muối nè, và rất là nhiều cái món nữa trong menu chúng ta có thể chọn. Rất là nhiều món, giá cả rất là bình dân, rất là hợp lý.